Sáng ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành về tội giết người. Theo cáo trạng, An và Lành là những người không có bằng cấp chứng chỉ về nuôi dạy trẻ, không được cấp có thẩm quyền cấp phép mở lớp trong giữ trẻ. Khoảng tháng 11 năm 2022, cả hai thuê nhà ông Ngô Bá Tôn ở số 85, xóm 3 Nam Phong, thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để mở lớp trong giữ trẻ trái phép. Sáng ngày 23 tháng 2, khi An và Lành đang trông bảy cháu bé thì cháu D, sinh tháng 9 năm 2021, chạy ra phòng ngoài đứng quấy khóc. Lành đã dùng hai tay bế cháu D vào phòng ngủ và ném cháu xuống nền nhà có lát đệm xốp, làm đầu cháu D bị đập vào đệm xốp trải dưới nền nhà. Lành còn tát hai cái vào mặt cháu. Khi thấy cháu D vẫn khóc, An dùng chân giẫm đạp vào bụng, ngực, vùng tay trái của cháu D. Đến ngày 26 tháng 2, An thấy cháu D quấy khóc nên đã bế sốc, ném cháu xuống nền nhà và đạp vào người cháu D, làm cháu bất tỉnh, miệng nôn trớ. Đến 16 giờ 15 phút ngày 2 tháng 3, cháu D tử vong tại nhà vì suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.